Rồi xin chào mọi người đến với shop mình nhé. Hôm nay mình lại tiếp tục ra video clip giới thiệu các bác là cái sản phẩm là túi gà mồi, túi đựng gà bổi, giò bẫy gà rừng và các dòng loa chuyên dụng để đi bẫy gà bẫy chim. Đó. Thì bên em cung cấp ra thị trường các sản phẩm giò bẫy gà rừng 2022 cho các bác chơi. Đó. Thì chi tiết sản phẩm như sau. Giò gà rừng thì bên em sẽ có hai loại, một loại là chân thép và một loại là chân đồng khoan ba lỗ. Thì loại chân đồng khoan ba lỗ đây nhá các bác. Đấy. Em quay buổi tối cho nên là nó không được rõ cho lắm. Đây em sẽ quay xa đây, đó. Khoan ba lỗ đây, đây một lỗ, dưới đây hai lỗ nha các bác. Đó, khoen này thì khoen đồng đúc này, đảm bảo không đứt không rỉ. Đấy. Đã gọi là đồng thì không nói từ rỉ nha các bác. Đó, xài bền bao luôn, bao ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác luôn. Đó, dù thì dù lâu này. Đấy. Màu cỏ khô nhá. Đấy. Cáp inox không rỉ. Thì mẫu sản phẩm này thì nó có gồm là giò đón và giò đá. Đây là mẫu giò đón. Còn mẫu giò đá sẽ ngắn hơn là như sau. Đây. À, các bác thấy không? Sự khác biệt không? Ngắn hơn và dài hơn này. Đấy, em đưa vào so này. Các bác thấy không? Đó. Thì các bác cần giò đón thì báo em sẽ gửi giò đón. Cần giò đá thì em sẽ gửi giò đá. Còn đây là giò chân đồng, à chân thép này. Thì chất lượng nó như nhau cả, nó chỉ khác mỗi là chất liệu, làm cái thì chân thép, còn cái là chân đồng khoan ba lỗ nhá. Cho nên giá cả nó chênh lệch ở chỗ cái chất liệu này. Đấy. Thì bên em cung cấp xích chân gà này, đây xích chân gà mồi đây các bác nhá. Có chống xoắn 360 độ, đầu lưu đạn nhá, đảm bảo chất lượng. Đấy. Cọc inox này, kèm theo túi gà mồi này. Đó, túi gà mồi đây, bên em may thì ở trong là có lỉ nhá. Đó, rất là dày, rất là bền, đảm bảo các bác là xài 2-3 mùa, không có nói từ bảo là mục rách nhá. Đó, nói chung của bền tại người. Đấy, một phần do mình nữa. Đấy, các bác cứ vứt phơi nắng phơi mưa thì cục sắt nó cũng còn phải mòn đúng không? Đây. Đây là túi gà bổi này, đựng bổi này. Đấy. Có thấy không? Bên em có may gia công là hai cái lỗ luôn này. Và cái cục bấm này thì làm loại xịn cho các bác luôn. Đó, rất là bền và chắc chắn nhá. Có quai xách quai đeo đầy đủ hết nhá. Đấy. Ngoài ra thì đây là những mẫu loa em cung cấp trên thị trường nhé. Loa Q92 này, loa E898 này, Bluetooth này. Đó, còn thằng này là WS898, WS998. Đấy. Nó khác nhau hoàn toàn nhá. Còn chất lượng thì đảm bảo chất lượng luôn. Đó, còn đây là thằng WS898, phiên bản có Bluetooth. Đấy. Đây. Đó. Thì mẫu sản phẩm loa này thì nó đi kèm theo là một cái túi túi đựng loa này, một cái remote này. Đấy, một cái remote. Đấy, cũng như một cục sạc. Đấy, và pin. Pin để gắn vô cái remote nhé. Đấy. Rồi em kết thúc video tại đây nhá. Đấy, các bác cần sản phẩm gì thì liên hệ thẳng số điện thoại để trên video clip nhá. Đó. Bên em sẽ có nhân viên tư vấn cho các bác đấy, để giao hàng tận nơi cho các bác luôn đấy. Các bác chưa cần mặt hàng gì mà chưa biết cách sử dụng thì cứ alo trực tiếp, bên em sẽ có người tư vấn cho các bác, hướng dẫn tận tình cho các bác luôn nhá. Rồi em kết thúc video tại đây, cảm ơn các bác đã xem video clip này. Rồi xin chào rồi tất cả mọi người.